Con thưa thầy, có những lúc mẹ kêu rủ con đi chùa hoặc đi đâu mà con không thích thì con cãi mẹ, và nhiều khi mẹ nói làm con khó chịu, con hơi quá, con có thể đánh mẹ. Và không, bạn can đảm chứ đúng không ạ? Hôm nay bạn nói là lỗi lầm của mình, và chắc chắn là sau này thầy nghĩ là bạn sẽ sửa đổi đấy. Trúc Lâm nói tiếp đi nha. Và có những lúc là con không thích ba, con chửi ba trong lòng ạ. Ồ đấy, thấy chưa con, bạn Trúc Lâm hôm nay thật sự hối lỗi đấy. Thầy nghe giọng bạn nói thầy biết là con rất là hối hận về những lỗi lầm này đúng không? Dạ. Ồ, rồi thế con muốn nói điều gì với bố mẹ trong lúc này nào? Con xin lỗi. Con xin lỗi và con muốn làm gì? Con sẽ sửa đổi chứ, con sẽ sửa đổi lỗi lầm này đúng không, Trúc Lâm? Dạ. Ừ, rồi thầy rất là tán thán cái sự can đảm của con này, sự hối lỗi và sự chân thành nhận lỗi và sửa lỗi của con. Tất cả lớp chúng ta hãy học bạn Trúc Lâm với tinh thần này nhá. Ai mà phạm lỗi lầm như thế này cũng như bạn Trúc Lâm về sửa đổi, cho bạn Trúc Lâm một tràng vỗ tay thật lớn con. Cổ vũ tinh thần của bạn Trúc Lâm. Thầy mong rằng là mỗi khi mà các con tụng bài sắm nguyện khóa tu búp sen hồng, con hãy nhớ rằng là mình cần phải nhận ra lỗi lầm của mình và gì cầu Phật gia hộ, rồi vâng lời Đức Phật dạy, vâng theo sự giảng giải của sư phụ, rồi chúng ta sửa đổi lỗi lầm để mình tiến lên trở thành người con ngoan, trò giỏi, những người công dân có ích cho xã hội. Sắp tay hình búp sen thành kính con lạy Phật, bậc thầy của muôn loài, đại từ và đại hiếu, con thành tâm sám hối những lỗi con đã làm, ham ăn đòi sát sinh, ham chơi chưa chăm học, còn lại có những lúc không vâng lời cha mẹ và có khi ngỗ nghịch, cãi đánh lộn bạn bè, chẳng vâng lời thầy vô, xin Phật tổ gia hộ cho con được chăm ngoan, bình an và học giỏi, siêng năng tu nhân quả, hiếu thuận với mẹ cha, thầy cô thường lễ phép, yêu thương giúp đỡ bạn, rộng ra đến vạn loài, xứng là con Đức Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.